áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với khóa học chữa câu hỏi trong các bài học thuộc bộ môn lịch sử lớp 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trong video bài học ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các em để chữa các câu hỏi trong bài học thuộc chương 3, Ấn Độ từ thế kỷ thứ 4 đến giữa thế kỷ thứ 19. Chúng ta sẽ cùng chữa các câu hỏi trong bài học số 9, Vương triều Hồi giáo Delhi. Ở bài này chúng ta sẽ cùng chữa các câu hỏi đầu bài, câu hỏi giữa bài và câu hỏi cuối bài. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng chữa câu hỏi đầu bài. Câu hỏi mở đầu trang 37. Từ thế kỷ thứ 13, nền văn minh Ấn Độ có sự tiếp xúc mạnh mẽ với nền văn minh Hồi giáo từ sự thống trị của vương triều Hồi giáo đầu tiên ở Ấn Độ, vương triều Delhi. Vương triều Delhi ra đời như thế nào? Lịch sử Ấn Độ dưới thời kỳ Delhi có những nét nổi bật gì về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa? Ở câu hỏi này chúng ta sẽ cùng trả lời như sau. Sau khi vương triều Gupta sụp đổ, Ấn Độ rơi vào tình trạng chia cắt. Năm 1206, người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ chiếm miền Bắc Ấn Độ, lập nên vương triều Hồi giáo, lấy Delhi làm kinh đô. Đầu thế kỷ thứ 14, vương triều Delhi thống nhất và phát triển thịnh vượng. Kinh tế, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chính, thương mại phát triển mạnh mẽ. Về văn hóa, xã hội, tầng lớp Bà La Môn vẫn được xem là đẳng cấp cao nhất, nhưng thực quyền thuộc về những người Hồi giáo. Chúng ta cùng chuyển sang chữa câu hỏi giữa bài. Một nhỏ, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội. Chúng ta cùng chữa câu hỏi trong trang 37. Vương triều Hồi giáo Delhi đã được thành lập như thế nào? Nêu những nét nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ thời Delhi. Chúng ta cùng chữa câu hỏi này như sau. Sự thành lập của vương triều Hồi giáo Delhi. Sau khi vương triều Gupta sụp đổ, Ấn Độ rơi vào tình trạng chia cắt. Năm 1206, người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ chiếm miền Bắc Ấn Độ, lập nên vương triều Hồi giáo, lấy Delhi làm kinh đô. Nét nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ thời Delhi. Về chính trị, đầu thế kỷ thứ 14, vương triều Delhi thống nhất và phát triển thịnh vượng. Đầu thế kỷ thứ 16, vương triều sụp đổ trước sự tấn công của một bộ phận người Mông Cổ ở Trung Á. Về kinh tế, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, nhà nước cho đào thêm kênh, hồ chứa nước, thủ công nghiệp truyền thống có sự phát triển mạnh mẽ. Thương mại phát triển, nhiều thương nhân Ấn Độ đem những mặt hàng nổi tiếng như vải vóc, trang sức và gia vị để đổi lấy hàng hóa, ngựa chiến từ các nước Trung Á, Tây Á. Về xã hội, tầng lớp Bà La Môn vẫn được xem là đẳng cấp cao nhất, nhưng thực quyền thuộc về những người Hồi giáo. Những cư dân Ấn Độ không theo Hồi giáo phải nộp thuế ngoại đạo, bị phân biệt đối xử. Điều này đã dẫn đến những cuộc đấu tranh lớn làm suy yếu vương triều Delhi. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang chữa câu hỏi trong phần 2, thành tựu tiêu biểu về văn hóa, câu hỏi trang 38. Đọc thông tin trong bài và quan sát tư liệu 9.3, em hãy nêu những đặc trưng của nghệ thuật kiến trúc Hồi giáo Delhi. Chúng ta cùng trả lời như sau, những đặc trưng của nghệ thuật kiến trúc Hồi giáo Delhi. Thứ nhất là tháp cao, thứ hai là mái vòm, thứ ba là cửa vòm, thứ tư là sân rộng và thứ năm là họa tiết trang trí bằng chữ Ả Rập cổ. Chúng ta cùng chuyển sang chữa câu hỏi cuối bài trong phần luyện tập và vận dụng. Câu hỏi luyện tập 1 trang 38, hoàn thành bảng khái quát về tình hình Ấn Độ thời kỳ vương triều Hồi giáo Delhi theo mẫu dưới đây. Chúng ta sẽ cùng chữa câu hỏi này như sau. Đối với vương triều Hồi giáo Delhi, thứ nhất về thời gian thành lập năm 1206 và sụp đổ vào đầu thế kỷ thứ 16. Về tình hình chính trị, đầu thế kỷ thứ 14, vương triều Delhi thống nhất và phát triển thịnh vượng. Đầu thế kỷ thứ 16, vương triều sụp đổ trước sự tấn công của một bộ phận người Mông Cổ ở Trung Á. Về tình hình kinh tế, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, nhà nước cho đào thêm kênh, hồ chứa nước. Về thủ công nghiệp truyền thống có sự phát triển mạnh mẽ, thương mại phát triển. Về tình hình xã hội, tầng lớp Bà La Môn vẫn được xem là đẳng cấp cao nhất, nhưng thực quyền thuộc về những người Hồi giáo. Những cư dân Ấn Độ không theo Hồi giáo phải nộp thuế ngoại đạo,
bị phân biệt đối xử. Về thành tựu văn hóa, nhiều công trình kiến trúc Hồi giáo được xây dựng, chữ Ba Tư được du nhập và trở thành ngôn ngữ chính, xuất hiện nhà văn hóa, nhà thơ lớn Kavi. Những tác phẩm của Kavi được viết bằng chữ Hindi, ca ngợi lòng trung thực, sống lương thiện và tinh thần khoan dung. Chúng ta cùng chuyển sang trả lời câu hỏi vận dụng 2 trong trang 38. Em hãy tìm hiểu một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ thời Delhi. Chúng ta cùng trả lời câu hỏi này như sau. Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ thời Delhi: công trình kiến trúc như tháp Qutub Minar, các tác phẩm thơ ca của Kavi. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học của chúng ta ngày hôm nay rồi. Đến đây cô xin được kết thúc video bài học tại đây. Chúc các em thông qua video bài học này sẽ có được kết quả học tập tốt hơn trong môn lịch sử. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong các video bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.